Hello, chào tất cả chị em mình đã đến với kênh của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái combo trắng da body Bạch Ngọc Liên nha. Chị em mình, da chị em nào mà bị đen chai lì mà sử dụng nhiều loại kem á, mà không trắng á, thì mình sử dụng cái combo trắng da Bạch Ngọc Liên này nha chị em mình. Và nó sẽ gồm một hũ kem body Bạch Ngọc Liên và một tiếp Vaseline nè chị em mình, và một hũ vitamin E ha chị em mình, và kích trắng Albutin. Kích trắng Albutin là làm cho cái da của chị em mình nó trắng lên rất là nhiều, và vitamin E và sữa dưỡng thể này sẽ giúp da của chị em mình nó không bị khô nha chị em mình. Mình trộn bốn món này lại với nhau và sau đó mình thoa lên da body của mình mỗi ngày thì da của body của mình rất là trắng nha chị em mình. Và hàng luôn lúc nào cũng có sẵn tại shop em nha chị em mình. Combo này bốn món là 490 nha chị em mình. Vitamin E là 60, kích trắng là 60, còn body Bạch Ngọc Liên là 200, còn Vaseline là 170 nha chị em mình. Chị em nào muốn mà xài Vaseline đó mà giá nó mềm hơn đó, thì mình sử dụng cái Vaseline hàng Mỹ này nha chị em mình. Cái một tiếp như thế này là 400 ml nè chị em mình. Một tiếp như vậy 400 ml nhưng mà 95 ngàn nha chị em mình. Nó giá của nó mềm hơn là Vaseline Thái nha chị em mình. Vaseline Thái thì nó 170 một tiếp như thế này nha chị em mình. 170 ngàn một tiếp. Chị em mình thắc mắc gì thì liên hệ với em qua Zalo giùm em nha. Zalo của em là 0923 573 008 nha chị em mình. Cái chai kích trắng này là tới 250 gram lận nha chị em mình, cho nên nó 60 ngàn, còn cái chai 100 gram á thì nó 50 ngàn, nó rẻ hơn. Cái chai này rất là nhiều luôn á chị em mình. Nguyên combo là 490 nha chị em mình. Mọi người thắc mắc gì thì liên hệ với em qua Zalo giùm em. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả chị em mình.